phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh cao bằng vừa tiếp nhận tin tố giác tội phạm của một phụ nữ ở huyện quảng hòa theo đó thông qua mạng xã hội facebook chị này biết đến công ty diamond plaza và có nhu cầu muốn kiếm tiền nên đã cung cấp thông tin cá nhân để làm hồ sơ cộng tác viên trên hệ thống đồng thời được hướng dẫn cài đặt ứng dụng theo một đường link cung cấp và thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn để được hưởng lợi nhuận từ ngày 12 đến 19 tháng 9, chị này đã chuyển tổng số tiền là 2 tỷ 203 triệu đồng đến nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau nhưng vẫn chưa nhận được tiền lời như các đối tượng cam kết. Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, chị này đã trình báo cơ quan công an. Công an tỉnh Bắc Cạn đang điều tra làm rõ vụ việc một bé gái 6 tuổi ở huyện Bắc Nạm tỉnh Bắc Cạn bị hai đối tượng xâm hại tình dục. Theo trình báo của bố cháu bé, con gái ông bị hai thiếu niên trú cùng địa phương xâm hại tình dục. Tại cơ quan công an, hai thiếu niên đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Nhiều tổ công tác 141 của công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ hóa trang tuần tra phòng chống đua xe trái phép. Vừa phát hiện bắt giữ 13 trường hợp điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, mang biển kiểm soát giả, vũ khí, ma túy lưu thông trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Hiện các vụ việc đã được bàn giao cho công an sở tại để tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự đối với Trương Minh Đương ở huyện Thới Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Đương sống chung như vợ chồng với một phụ nữ ở cùng huyện khoảng 2 năm nay. Cuối tháng 9 vừa qua, chị này có việc đi ra ngoài. Khi trở về nhà, phát hiện kết sắt trong phòng ngủ bị mất tiền vàng, trị giá khoảng 900 triệu đồng. Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan công an không phát hiện dấu vết của việc đột nhập cậy phá kết sắt, trong khi mật khẩu của kết sắt chỉ có chị này và Đương biết. Từ đó, cơ quan điều tra xác định Đương là nghi phạm số 1 nên đã vận động người này ra làm việc và người này sau đó đã thừa nhận hành vi trộm tài sản của mình.